Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sống cuối làng ai cũng cười reo, xuống trần nhằm buổi nạn eo, gẫm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ quân sanh chúng ám u, Tây phương sắc lệnh dân du Nam kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý khán thính giả, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đạo Phật Giáo Hòa Hảo được chính tay Đức Huỳnh Giáo Chủ tế cáo Hoàng Thiên, chính thức khai sáng nền đạo trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam bị nô lệ dưới gốc dày xâm lược của thực dân Pháp. Quê hương Việt Nam đang lâm vào cảnh khó nghèo, trải qua biết bao biến cố thăng trầm của đất nước. Lịch sử 80 năm đã trôi qua, nhưng huyền diệu Phật Pháp vẫn giúp cho nền đạo còn tồn tại đến ngày hôm nay. Xin thành kính tri ân công đức sánh tài non biển của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Thế hệ tín đồ chúng con xin kính dâng lên Ngài bài hát kỷ niệm 80 năm ngày khai đạo, thơ Hồng Trần, nhạc Lê Yến Ngọc Dung, qua sự trình bày của ca sĩ Đông Đào và bé Ngọc Anh, để trân trọng cảm niệm tán thán công đức này. Xin kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi người mai khắc ghi về thăm thầy
mây tố thâm đồng đào, cánh núi ngang sông như ưng phải về. Năm nay đã 80 năm trăng, nền đào thời khơ đã dính ngồi. Ngày nay thế giới lân hòa hảo, cùng khắp nơi nơi sáng rạng ngời. Kỷ niệm 80 năm ngày thầy khai đạo cứu sanh linh, nơi làng hòa hảo bên sông Cửu, nước ngọt cây xanh thắm đơm tình. Tháng năm 18 ngày tình thương, cờ đạo hoa đăng rỡ phố phường, xe hoa rực rỡ trên đường bộ, dưới bến sông sao thủy lúc thoáng. Chiều người tóc nằm kéo về đây, thanh địa tuy nay vẫn bóng thầy, nhưng ở trong tim hằng giữ chặt trọng đạo tôn sư quyết chân chạy. Hương khói hương hoa ngầm tổ đình, yên thầy kinh Phật nhẹ niềm tin, cầu xin ba tánh đều an lạc, thế giới luôn luôn hưởng thái bình. Mừng ngày khai đạo nhắc cho ta, phải rước cho sông về ai hà. Đã 80 năm mòn lưỡng lự, đường về Phật quốc vẫn còn xa. Kiếp kiếp tu tâm dương tánh lành, nguyện hành thập thiện độ quần sanh. Chánh xa tất cả điều độc ác, quyết rửa tâm lòng thật sạch trong. Giữa đạo chờ thầy phải gắn ghi, trì trai dư giới nghe hành y. Dưới trên cách biệt nên đoàn kết, trang bị sẵn sàng đến cuộc thi. Chú kháo âm thầm đang lừa tuyến, nhanh bước xuống đò dược bên mê. Ai ơi hãy nhớ thầy đang đợi, reo gọi đàn con lũ lượt về. 18 tháng 5 ngày trọng đại, nhắc nhớ mọi người mai khắc ghi. Về thăm thầy tố thăm đồng đạo, cánh núi ngang sông vẫn phải về. Năm nay đã 80 năm trăng, nền đạo thầy khai đã vững ngồi. Ngày nay thế giới lân hòa hảo, cùng khắp nơi nơi sáng rạng ngời. Ngày nay thế giới lân hòa hảo, cùng khắp nơi nơi.